Đây là một cái nghi lễ trước khi hội nghị của Sri Lanka nhé, đại diện các đoàn lên thắp nến. Thế giới của đoàn Việt Nam để nói thích khi hôn thấp lý. Thanh lớn xong thì ký vào, viết danh sách và ký vào cái danh sách. Thank you.